các bạn hỗ trợ giúp em không? Bên em sẽ làm. Cảm ơn. Xin chào mọi người, lâu quá mới gặp lại mọi người trên YouTube. Bây giờ đa số em hoạt động ở Top Top. Đợt này em có chuyến đi câu ở Malaysia và Indonesia, cho nên là em muốn làm một cái series phim về đi câu cá ở Indo và Malai. Mời anh em theo dõi nha. Ở bên quốc nội giá khác, ở đây giá khác. Đúng rồi. Ở quốc tế, ở đây tính bằng đô. Muốn qua được cái nơi của em đi câu thì phải có hai chặng bay nha mọi người. Chặng đầu tiên sẽ là thành phố Hồ Chí Minh đi Malaysia. Sau khi đến sân bay của Malaysia thì em sẽ thực hiện quá cảnh lại 6 tiếng. Và sau đó em sẽ bay tiếp qua Indo, qua cái tỉnh mà tụi em sẽ đi câu. Ở Malaysia thì hơn múi giờ Việt Nam 1 tiếng. Làm thủ tục nghỉ ngơi, ăn uống rồi cũng tới thời gian bay. Lúc này em sẽ thực hiện bay thêm một chuyến nữa để qua tới tỉnh Aceh, Indonesia. Hai chặng bay dài thì bây giờ em đã tới tỉnh Aceh của Indonesia. Nếu chỉ đi du lịch thôi thì đồ rất là ít. Ở đây đi câu thì hành lý rất là nhiều nha mọi người. Hiện tại em đang ở sân bay của tỉnh Aceh, Indonesia. Bây giờ anh em sắp xếp hành lý để về khách sạn. Ở Malaysia thì tay lái sẽ nằm ở bên phải và xe cộ sẽ lưu thông ngược lại với bên Việt Nam mình. Bên này người ta đi xe rất là nhanh nha mọi người. Đi trong thành phố hoàn toàn 90, 80, 90 hơn. Sau khi cất đồ ở khách sạn thì anh em mình đã đi vòng vòng, đi ăn trưa. Thấy ở Việt Nam bán mắc. Cà này ăn sống luôn hả? Sống. Cái mây này. Cái cây, cái trái này trên dây hả? Phải trên dây đó. Cái gì vậy? Mây rừng ở đây. Ở Indo thì người ta chỉ tiêu thụ những cái loại cá nhỏ như cá chuồng, cá nục. Bởi vậy vì sao cá lớn rất là nhiều ở biển Indo nha mọi người. Khi đi du lịch thì mình thường ăn những cái món ăn đường phố của từng quốc gia. Món ăn đường phố là cái nét đặc trưng nhất của những nền ẩm thực. Sau đó là về văn hóa. Em luôn tìm hiểu những cái nền văn hóa để hiểu thêm về con người. Đây là một cái món mì chay rất là thú vị mọi người. Cái vị này mình chưa được ăn bao giờ. Cay nồng, đậm vị, rất là ngon nha mọi người. Hai anh em mình mê trái cây lắm, nhất là món sầu riêng nè. Bên Indo này mình ăn sầu riêng rất là rẻ, rẻ hơn so với Malaysia rất là nhiều. Sầu riêng thì ở đây hai trái thì mình đang trả giá có 100.000 thôi. Và sầu riêng này là sầu riêng rừng nha, chín cây, rất là ngon. Chảy nước miếng, chảy nước miếng.